Ẩm thực câu biển của em hôm nay nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một quán cà phê rất là ấn tượng ở tại thành phố Long Xuyên nha cả nhà. Quán cà phê này là chứa toàn đồ cổ thôi. Thì trên lúc mà mình đi lên cái cầu thang á, là phía trước này có một cái kệ trưng bày toàn là đồ cổ của mình cả nhà. Bây giờ em sẽ review sơ qua cho cả nhà mình xem ha. Cái này là cái bình gì á, em không biết nữa mà nhìn nó cứ nó cái này là bằng nhôm luôn nè mọi người. Những ai mà mê đồ cổ á, thì mình tới ở quán cà phê này mình vừa uống nước mà mình vừa chiêm ngưỡng đồ cổ luôn mọi người. Cái này chỉ mới ở một cái kệ nhỏ trưng bày sơ sơ ở bên ngoài thôi nha, ở bên trong còn nữa. Cái này em không biết cái gì nữa, đây nó có cái quăng nữa nè mọi người. Này bằng nhôm luôn. Oh my god. Phá. Rớt rồi. Bình này mọi người. Bình này xưa nhà em cũng có. Này bằng nhôm luôn nha. Rất là nhẹ. Ở đây có mấy cái quy hiệu của nó mọi người. Sở Văn hóa Thể thao Bảo tàng An Giang. Đây, bây giờ mọi người cùng em đi vào trong đây nha. Không gian hoài niệm. Đi, mình đi vào trong xem mọi người. Mọi người thấy đẹp chưa? Phía bên trong này nhìn trưng bày đẹp ghê luôn á. Nên là mọi người ở trên đây có mấy cái bình đồ cổ nè. Nhìn đẹp ghê luôn hả. Đây nó nằm ngồi. Cái này là cái bình đèn dầu này, nhìn thấy thấy lạ ha. Khúc gỗ này nhìn chắc lâu năm lắm rồi. To rồi. Khúc gỗ màu sắc luôn, cái hình con cá nè mọi người. Nhìn tinh xảo ghê luôn á.
biết cái bình này là bao nhiêu năm tuổi mọi người ha. Nhìn cổ xưa rồi luôn. Nhìn mấy cái bình độc độc không à. Không gian quán đây rất yên tĩnh mọi người. Mình vào đây vừa uống cà phê mà vừa chiêm ngưỡng mấy cái đồ cổ nè mọi người. Nhìn ấn tượng ghê luôn. Hai cái bình này bao nhiêu năm tuổi anh ha, nhìn đẹp quá anh ha. Đây, mọi người nhìn hai cái bình nè. Khắc họa tiết đẹp đẹp ghê luôn á. Cái hình hoa sen đẹp ghê luôn mọi người. À, cái này là điện thờ cổ hả? À, nhìn lạ. Nè mọi người, lần đầu tiên em thấy được cái điện thoại cổ bấm nút luôn nè. Cái này là sen, chắc mình để 10 sen vào đây nè mọi người. À. Cái này là để nói anh. Để nói, còn cái này là để nghe, để vô tai mình nghe, giống như thời hồi xưa mình hay coi mấy cái phim Hồng Kông mọi người, theo kiểu hồi xưa. Đẹp quá. Cái này giờ giá trị nhiêu anh ha? Ồ dạ. Này phải có chủ quán anh mới biết được giá trị của cái này bao nhiêu mọi người, nhìn đẹp ghê luôn à. Cực kỳ ấn tượng luôn ha.
Oh,